Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối đêm nay vào lúc 21 giờ, mời quý vị chúng ta gặp lại tác giả Quắc Tử. Gần đây thì tác giả Quắc Tử là cây viết gần nhất và cộng tác nhiều truyện nhất về cho kênh Sóng Truyện Ma. Và nếu như quý vị nào yêu mến cái cách viết của Quắc Tử thì có thể ủng hộ cho bạn ấy bằng cái việc là truy cập và theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có để dưới phần mô tả của video. Còn để ủng hộ cho kênh, rất mong trong quá trình nghe truyện, quý vị hãy like, share và subscribe nha. Nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Và đối với Thi thì Thi thấy Quắc Tử có những câu chuyện rất là dễ thương, rất là thú vị. Thi cũng thích Quắc Tử viết về những cái nội dung như là viết về cái thời xưa, các cụ chánh tổng rồi đó. Thi thấy Thi cũng rất là thích. Và trong buổi tối đêm nay thì Quắc Tử sẽ mang đến cho quý vị một câu chuyện có một cái nội dung là nói về cái công việc của cái người công việc của người khiêng người chết, cái nghề khiêng người chết. Và trong quá trình này thì câu chuyện sẽ được diễn biến ra rất là nhiều tình tiết rất là hấp dẫn ly kỳ. Câu chuyện này Thi sẽ chia thành hai video phục vụ cho quý vị hai buổi tối, tối đêm nay và tối ngày mai. Rất mong quý vị chúng ta cùng đón nghe. Ngay bây giờ không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Người ta thường nói nghề chọn người, và tôi tin vào điều đó, bởi xung quanh tôi có rất nhiều người làm việc trái với ngành mình theo học, coi như ấy là một lựa chọn thứ hai của họ. Chả nói đâu xa, cái nghề khiêng quan tài tôi đang làm đây là một ví dụ điển hình. Trở về thời điểm cách đây hơn 5 năm, tôi chưa và cũng chả bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm cái nghề liên quan đến người quá cố này. Khi ấy tôi từ dưới quê chân ướt chân ráo lên thành phố tìm việc làm. Với một kẻ không bằng cấp thì chuyện có được một công ăn việc làm ổn định cũng là rất khó. Chính vì thế trong 2 năm đầu tôi đã phải làm rất nhiều việc, từ bưng phở thuê cho đến bốc vác ngoài bến xe. Thế nhưng tất cả những công việc ấy đều không thể gắn bó lâu dài, và cái nghề âm công đến với tôi như một chữ duyên, để rồi tôi và nó gắn bó với nhau từ đó cho đến bây giờ. Lúc đó phải nói là khoảng thời gian tăm tối nhất của tôi, khi mà tôi phải ngủ dưới gầm cầu như bao kẻ vô gia cư khác, bởi vì mấy tháng trời không tìm được việc gì kiếm ra tiền để trả tiền thuê phòng. Tôi nhớ đêm hôm ấy chớm đông tiết trời rất lạnh, chỉ còn một mình trên con hẻm vắng người với gói mì tôm sống cuối cùng trên tay, vừa đi vừa nhúm từng miếng một cho vào mồm nhai một cách vô vị, suy nghĩ về chuỗi ngày sắp tới phải làm gì để sinh tồn giữa cái thành phố xa hoa này. Tôi cứ thế bước đi trong vô định, để rồi đập vào mắt là một tấm bảng tuyển nhân viên dán trên cánh cửa một tiệm nhỏ. Thú thật lúc ấy tôi cũng chả biết đây là một nơi chuyên cung cấp quan tài và dịch vụ mai táng. Thấy có cơ hội kiếm việc làm, tôi ngồi đợi ở trước cửa tiệm ấy cho đến sáng hôm sau, khi có người mở cửa đánh thức tôi dậy. Vừa mở mắt ra, tôi có chút giật mình khi thấy một đống ván hòm bày ra trước mặt. Nhưng rồi lại nghĩ đến việc mình phải lang thang phiêu bạc cả tháng trời, so với mấy thứ vô tri này nó còn đáng sợ hơn. Cuối cùng vẫn là liều ăn nhiều, tôi lấy bình tĩnh đi vào bên trong xin hỏi việc. Không biết là do may mắn hay chả có ai dám làm trong cửa tiệm bán áo quan này mà tôi được nhận vào làm việc ngay trong ngày hôm ấy. Và cũng rất có thể là do tổ nghiệp đã đưa đường dẫn lối cho tôi đến với việc đưa tiễn người quá cố. Những tháng đầu tiên, tôi phụ làm trong xưởng đóng quan tài. Công việc chỉ là vác mấy tấm gỗ ván hòm. Cho đến hơn một năm sau, tôi được ông Nghĩa là quản lý ở cái tiệm này dạy cho những quy tắc trong nghề và chuyển qua làm việc chung với đội âm công. Những ngày đầu, khi mới đặt cái quan tài chứa xác người chết lên trên vai,
Tôi cũng khiếp lắm. Sau dần dà cũng thành quen và gắn bó với nó từ đó cho đến bây giờ. Bảo là yêu nghề thì chắc là chưa đâu, bởi ai lại yêu cái nghề khiêng xác chết. Cơ mà một tháng nhóm âm công chúng tôi cũng không tiễn một vài người xấu số về với đất mẹ thì tay chân cũng bứt rứt lắm. Có những lần cửa tiệm vắng khách đến vài tháng trời, chúng tôi chỉ còn biết nằm dài mỏ ra đợi có ông cụ hay bà cụ nào đó về với tổ tiên để còn có việc làm chống đói. Mỗi lần như vậy, đám âm công chúng tôi lại phải nhờ đến ông Sáu, một người thợ sơn quan tài trong tiệm mời khách. Ông Sáu ngoài tài vẽ mấy con rồng phụng rất đẹp mắt ra, còn là một người rất có duyên mời khách. Cách chào mời khách của cái nghề bán quan tài này cũng khác biệt so với các ngành nghề khác. Mọi người cũng biết đấy, khi không ra đường mời anh ơi hay chú ơi mua hòm thì có mà bị người ta đấm cho vỡ mỏ, về tự mà khiêng lẫn nhau. Mời khách ở đây ý chỉ nằm trong quan tài giống như người chết ngủ qua một đêm. Hành động ấy có thể bị cho là trù ẻo cho người khác chết để tiệm bán được áo quan, nhưng thật ra không phải vậy. Nằm ngủ trong quan tài là một cách để cho người bán cầu xin với tổ nghề dẫn người nhà của kẻ sắp xa trời gần đất đến cửa tiệm mua hàng. Chứ người hết dương thọ chả cần chúng tôi chui vào trong hòm cũng đoạn khí ra đi cả thôi. Chuyện ông Sáu ngủ trong quan tài để mời khách coi bộ cũng khá linh nghiệm, bởi sau khi nằm trong tấm ván qua một đêm, thế nào mấy ngày sau cũng có người đến chọn mua. Nhưng việc mời khách ấy không được thực hiện nhiều lần. Chỉ khi nào cửa tiệm vắng khách trong một thời gian dài, người bán hòm mới áp dụng phương pháp đó. Ấy là một trong những điều luật mà chúng tôi phải nắm rõ khi bước chân vào làm nghề. Hôm nay tôi phải chuẩn bị đồ đạc cùng với nhóm âm công đến đám tang khi người mất về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Bởi cách đây mấy hôm, ông Sáu lại vừa mới mời khách xong. Theo như tôi được biết, tang sự lần này là của một cô gái trẻ độ 18 tuổi. Nghe đầu trên đường đi học về ngang qua đường ray, bị xe lửa quấn vào trong gầm. Từng cái bánh xe cắt qua da thịt, để lại một đống hỗn độn vung vãi đến cả chục mét. Cũng may là lúc khâm liệm cho nạn nhân, tôi không có mặt tại đó. Chứ không thì chắc mấy hôm nay lại đành bỏ bữa, bởi theo lời kể của ông Hán, người chuyên làm lễ trang điểm cho người chết, thì cái xác ấy trông giống như một bãi thịt băm, khiến cho ông ta phải mất nửa ngày trời mai vá từng mảnh thi thể, sau đó sắp xếp lại nội tạng, nhồi thạch cao vào hộp sọ móp méo để tạo thành hình hài một con người trước khi cho vào ván đóng nắp lại. Ê, mày làm gì lâu thế? Tiếng thằng Minh gọi ở phía sau làm tôi khẽ giật mình trở về thực tại. Chắc là thằng này thấy tôi mãi suy nghĩ viển vông cho nên sốt ruột. Thôi kệ, tính thằng này xưa nay vẫn bập chộp như vậy. Ừ, chờ tí tao ra ngay. Tôi trả lời nó, đoạn xỏ chân vào đôi giày bảo hộ màu đen, loại có đế giày để tránh việc dẫm phải đinh ván hòm do người bốc mộ sót lại trong lúc đưa quan tài ra mộ huyệt. Xong tiện tay với cái áo đồng phục màu đen đã gắn bó với tôi suốt mấy năm trời. Khoác lên người rồi chạy vội ra chỗ cái xe khảm rồng phượng cùng với anh em trong đội đi đến tang lễ. Cuối cùng, cái xe tang dừng lại ở trước một con ngõ rất nhỏ. Nhìn từ ngoài vào có thể thấy sâu trong con ngõ ấy là một cái rạp màu tím. Bên trên cắm một lá cờ màu đen cùng với lá cờ đang treo ủ rũ trước mặt tôi. Bước xuống xe theo thói quen, sắp xếp lại đống dây chảo để lát nữa ra huyệt dùng tới. Đoạn cùng với đồng nghiệp đi vào trong con ngõ nhỏ đến nhà cô gái xấu số kia. Căn nhà chúng tôi thực hiện việc khiêng quan tài nằm ở cuối con hẻm, hai người phải né nhau mới có thể đi ngang qua. Nhóm chúng tôi ai cũng rất ngại khi phải khiêng quan tài đi qua những nơi chật hẹp như vậy. Nhưng bù lại, mỗi người lại có thêm một khoản tiền lót tay do gia chủ gửi tặng coi như bồi bổ. Vào đến nơi tổ chức tang lễ, tiếng kèn sona của đội bát âm vang lên một cách não nùng bên tai. Cái thứ âm thanh ấy tôi nghe qua không biết bao nhiêu lần nên cũng thành quen.
bây giờ lại cảm thấy vô vị. Giờ hoàng đạo đã đến, đứng trước di ảnh của cô gái. Mặt tôi khẽ cúi xuống để tỏ lòng thành kính phân ưu đối với người đã ra đi. Chợt trong giây phút ấy, bên tay trái tôi nghe thấy giọng nói của thằng Hoàng, người mới làm công việc này được một vài cái đám. Nhỏ này xinh thật á. Mấy câu nói vô thưởng vô phạt ấy lại làm cho tôi cảm thấy hơi khó chịu. Bởi đây chính là một trong những điều cấm kỵ khi ở đám tang mà đa phần ai cũng biết. Sau một vài giây tôi hừ nhẹ một cái nhắc nhở nó. Thằng Hoàng hiểu ý liền giữ im lặng. Chúng tôi cũng không để ý đến việc phạm của nó nữa, mà tập trung quan sát ông thầy quân đang thực hiện động tác múa hai cây nến lớn trước quan tài. Những động tác múa của ông thầy quân ấy coi rất uyển chuyển điêu luyện. Một lúc sau, ông lùi lại, tay giơ hai cây gỗ lên cao, gõ một cái cách thật mạnh, báo hiệu cho đội âm công thực hiện công việc của mình. Sau tiếng phách phát ra từ tay ông thầy ấy, chúng tôi chắp tay lại người nằm trong quan tài mấy cái, rồi nhón chân bước về phía trước một cách từ từ, chậm rãi. Bên tai tiếng khóc của gia chủ và những người thân có mặt tại đó bắt đầu vang lên, nỉ non, ai oán. Lại một tiếng cốc nữa vang lên. Tám người chúng tôi liền đồng loạt đặt tay lên thành ván, đợi hiệu lệnh của người chỉ huy đội âm công. Thấy đội đã sẵn sàng, ông quân mới giơ cao cây phách trên tay, gõ vào đấy một cái dứt khoát để chúng tôi đưa cổ quan tài lên lưng, thay cho tiếng hò vô, bởi trong nghề này lúc thực hiện nhiệm vụ thường kiêng kỵ việc nói chuyện. Tôi cũng không biết nếu phạm vào thì có bị sao không nữa, nhưng các cụ đã bảo rồi, có thờ có thiên, có kiêng có lành, cho nên cứ theo đó mà làm thôi. Khi cổ quan tài đã nằm yên vị trên vai đội âm công, chúng tôi theo âm thanh tiếng phách đều đều đưa người mất ra khỏi cánh cửa chính của ngôi nhà một cách nhẹ nhàng, chậm chậm nhất có thể. Trên con hẻm nhỏ, ông Quý cùng với một người cầm di ảnh cô gái ấy đi trước dẫn đường, sau đó đến đội âm công chúng tôi, và đi theo sau là thân nhân người quá cố cùng với đội bát âm. Bên tai tôi bây giờ vẫn là âm thanh sụt sùi của người ở lại, hòa lẫn tiếng kèn sona nghe riết cũng thành quen. Chúng tôi vẫn bước đi đều đều trên con hẻm nhỏ. Chợt tôi cảm thấy trên vai nặng trĩu, cứ như là vác thêm cục đá cả trăm ký vậy. Theo như tôi được biết, người chết vì tai nạn thường mang trong lòng nỗi oan khuất lớn. Cho nên linh hồn khi thấy thể xác của chính mình bị đưa đi, họ thường hay níu quan lại, khiến cho đội âm công rất vất vả mới có thể đưa quan tài ra xe tang. Cái quan tài vẫn đè nặng lên đôi vai đội khiêng hồn. Khổ anh em chúng tôi chỉ biết nghiến chặt hàm răng gồng mình giữ cho cái quan tài ở yên vị trí. Thân nhân người quá cố thấy chúng tôi không thể di chuyển được nữa, mặc dù chỉ còn một đoạn ngắn nữa là có thể ra khỏi con hẻm nhỏ. Lúc đó chả hiểu họ thương tiếc con cháu mình ra đi quá sớm hay sốt ruột vì sắp trễ giờ lành, mà bên tai tôi bắt đầu có những tiếng khóc nỉ non hơn, cùng với nhiều âm thanh xì xào bàn tán. Chủ đề vẫn là xoay quanh mấy câu chuyện ma mị. Càng lúc cổ áo quan trên vai đội âm công chúng tôi lại như tăng thêm vài chục ký, khiến cho những bắp thịt trên người gần như quá tải. Mồ hôi từ lúc nào đã chảy ra ướt đẫm cái áo lao động và lăn vào mắt cây xè. Nhìn lên phía lưng áo của ông ba, người đứng khiêng trước mặt tôi cũng chả khá hơn gì. Phía trước đội âm công chúng tôi, ông Quý vẫn đang lầm rầm khấn vái một điều gì đó. Xong dứt lời liền cúi lại mấy cái, đoạn lấy ra một cái đĩa nhỏ cùng hai đồng xu, cố dùng để xin đài âm dương. Ấy là cách nhanh nhất để ông ấy đàm phán với cô gái trẻ này, làm cho người chết tạm chấp nhận, để cho chúng tôi tiễn họ đoạn đường cuối đời. Âm thanh gieo đài vang lên, nhưng vai tôi cũng chả nhẹ hơn là mấy, chứng tỏ lần xin đài âm dương này không được người quá cố đồng ý. Vậy là ông Quý lại phải xin lại lần nữa, và lần này đồng tiền nhảy múa trên đĩa mấy giây, nhưng rồi kết quả vẫn chả khả quan hơn là mấy. Tôi nuốt tiếng thở dài vào trong bụng, bởi người ta nói quá tàm. Nếu lần sinh đài thứ ba này không được nữa,
thì thật là khó cho anh em chúng tôi. Mọi âm thanh xung quanh tôi bỗng nhiên im bặt sau khi ông Quý vừa dứt lời xin. Hàm răng tôi nghiến chặt, giữ đôi chân không bị cổ áo quan đè cho quỵ xuống. Bên phía ông Quý, đồng tiền xu rơi xuống cái dĩa vang lên một tiếng cạch trước ánh mắt hồi hộp của cả nhóm âm công. Và dường như những người có mặt trong buổi lễ tiễn đưa ấy đều nín thở chờ đợi kết quả. Hai đồng tiền xoay tròn trên cái đĩa sứ vài giây rồi nằm im lìm. Lúc này tôi không thể trông thấy mặt của chúng, nhưng có thể cảm nhận được không khí căng thẳng dần dần giãn ra qua khuôn mặt của ông thầy Quý. Lúc này tôi bắt đầu cảm nhận được cổ áo quan trên vai mình nhẹ dần, cơ bắp cũng theo đó giãn ra. Chỉ vài giây sau, đội âm công đã có thể tiếp tục di chuyển rời khỏi con hẻm nhỏ. Ông Quý được người ra đi chấp nhận lời khấn cầu, liền ra hiệu cho người nhà đứng trước quan tài vái lại mấy cái. Sau đó cầm hai thanh gỗ màu đen, tiếp tục gõ phách điều khiển đội âm công đi tiếp. Chúng tôi lại tiếp tục di chuyển một cách chậm chậm theo âm phát ra từ tai ông Quý. Lúc gần ra khỏi con hẻm nhỏ dẫn vào nhà cô gái trẻ ấy, ngoài nghe thấy tiếng phách vang lên từng nhịp bên tai, tôi còn nghe được âm thanh ọc ọc phát ra từ bên trong cổ quan tài. Tôi nghĩ có lẽ phần nội tạng của nạn nhân không được cố định, hoặc là một nguyên do nào đó tâm linh hơn. Ra tới con đường lớn, đứng trước cổ xe tang khảm rồng phượng màu vàng, chúng tôi mới có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm trong ý nghĩ. Anh em chúng tôi giữ cho áo quan nằm im trên vai vài giây, sau đó xoay vài vòng, rồi hướng mặt trước của tấm ván hòm về phía ngôi nhà làm động tác cúi chào theo nhịp phách của ông thầy Quý, để người ra đi tạm biệt người ở lại trước khi lên xe về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Ngồi trên chiếc xe tang đi về phía nghĩa trang thành phố, có đôi lúc tôi vô tình nhìn thấy trong con mắt của thằng Hoàng có sự khác lạ. Trong cặp mắt ấy không còn lanh lợi như lúc sáng, mà bây giờ nó có nét đờ đẫn và còn kèm theo một nỗi sợ hãi vô hình thoáng qua nào đó. Tôi cũng không biết ấy là gì. Đường đi vào nghĩa trang thành phố phải rẽ qua một đoạn đường có nhiều ổ voi, ổ gà, khiến cho chiếc xe tang lắc lư dữ dội. Cái cổ quan tài theo đó mà lắc lư chao đảo, làm cho anh em trong đội phải vất vả giữ cho tấm ván nằm im. Nhưng trong tấm ván ấy, tôi có thể mơ hồ nghe thấy những âm thanh lọc cọc phát ra. Mặc dù lúc khâm liệm, cái xác đã được đội mai táng đổ trà khô chèn vải chặt chẽ. Nhìn qua phía thằng Hoàng, thấy nó vẫn ngồi im lìm bên cạnh cổ quan tài của cô gái trẻ. Mắt nó lúc này lộ rõ nét sợ hãi, cả khuôn mặt cũng theo đó mà nhợt nhạt đi đôi phần. Lão Hùng ngồi cạnh thằng Hoàng, thấy thái độ khác lạ của nó, liền vỗ vai mà nói: "Hoàng, mặt mày làm sao mà tái dại lên vậy?" Đáp lại câu hỏi của ông Hùng chỉ là sự im lặng của thằng Hoàng. Nó vẫn ngồi lặng im, mắt dính chặt vào tấm ván hòm đến độ ông Hùng gọi thêm mấy lần nữa, nó mới giật mình quay về phía ông ấy. Đoạn run run định chỉ tay về tấm kính ngăn nơi để quan tài với cabin, nhưng bị ông Hùng cản lại. Bởi nếu để cho Hoàng thực hiện hành động ấy, e rằng sẽ dọa cho gia đình chủ mất mật. Lúc đó anh em chúng tôi lại mệt, vì người nhà nạn nhân bù lu bù loa hết cả lên. "Lần sau đi khiên quan, nhớ ăn sáng đầy đủ đấy." Ông Hùng nhắc khéo. Thằng Hoàng hiểu ý khẽ gật đầu một cái. Sau đó mấy người chúng tôi lại ngồi im lặng bên cạnh cổ quan tài. Trong một khoảnh khắc, tôi vô tình liếc con mắt về phía tấm kính chắn gió trên cabin xe. Lúc đó tôi thoáng giật mình vì đập vào mắt là hình ảnh của cô gái trẻ đang nằm trong quan tài cạnh mình. Trong một giây phút ngắn ngủi, tôi thấy khuôn mặt của cô gái đã khuất in trên tấm kính xe tang. Trong cái nhân ảnh ấy cứ mờ mờ ảo ảo, lại có phần vặn vẹo, méo mó. Mặc dù là kẻ vẫn bóng vía, nhưng hình ảnh có phần ma mị bất ngờ hiện lên trên tấm kính chắn gió kia cũng đủ làm cho tôi giật mình.
Theo thói quen, tôi liền chớp mắt mấy cái, sau đó nhìn lại nơi bóng dáng ấy vừa hiện ra thì thấy nó vẫn ở đấy. Lúc này đội âm công chúng tôi cũng đã vào đến cổng nghĩa trang. Bác Tài lái chiếc xe tang chở chúng tôi đi vòng qua một khuôn viên lớn đến trước một hàng cây xanh ngắt. Chiếc xe rồng phụng vừa dừng lại, anh em trong đội liền nhảy xuống, chia nhau làm công tác chuẩn bị đưa người quá cố đến nơi mộ huyệt. Nhưng ánh mắt của tôi vẫn dính chặt vào hình ảnh cô gái đang in trên tấm kính xe. Một vài giây sau, người ôm di ảnh bước xuống. Bấy giờ tôi mới nhận ra khuôn mặt in trên tấm kính xe nãy giờ chỉ là hình ảnh phản chiếu của di ảnh người đã khuất. Vậy mà nãy giờ tôi cứ bị thần hồn nát thần tính. Sau một vài bài cúng như bao đám tang khác, anh em trong đội âm công lại ghé vai vào cổ quan tài, hạ xuống mộ huyệt để cho người nhà lấp đất, rồi kéo nhau ra chỗ cái xe tang nghỉ ngơi. Ông Hùng cùng với tôi tranh thủ quấn đoạn dây thần lại. Thấy thằng Hoàng vẫn đứng đờ mặt ra, nhìn về phía đám người đang khóc lóc bù lu bù loa. Ê, mày làm cái gì mà đực mặt ra vậy? Bị người đứng gần gọi mình bất ngờ, thằng Hoàng khẽ giật mình một cái quay lại trả lời. À, không có gì đâu chú. Ông Hùng nghe nó nói vậy cũng gật đầu, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Một hồi ông ấy lại quay sang phía thằng Hoàng nói. Mà sao lúc nãy mặt mày tái nhợt như vậy? Không, chắc là sáng nay con quên ăn sáng. Thằng Hoàng trả lời. Tôi cảm thấy trong giọng nói của nó muốn che giấu một điều gì đó. Bên này ông Hùng hướng ánh mắt về phía xa, khẽ lắc đầu. Làm việc này ngoài can đảm ra, phải có sức khỏe nữa. Mày hay bỏ bữa như vậy không có tốt đâu. Độ 30 phút sau, anh em trong đội âm công lại tiếp tục ngồi lên con xe trang trí rồng bay phượng múa, trở về cửa tiệm bán quan tài. Chỗ ngủ của chúng tôi nằm ở sau cửa tiệm bán áo quan. Nơi ấy là một dãy trọ do ông chủ tiệm xây lên để nhân viên ở trong đó. Nói là dãy trọ cũng không đúng lắm, vì ở đây chỉ có 3 phòng. Trong đó phòng đầu không có ai ở, cho nên được ông ấy tận dụng làm nhà kho, cất mấy đồ khâm liệm. 2 phòng còn lại được anh em tụi tôi chia nhau ra ở. Mỗi phòng có tầm 4 đến 5 người. Và tôi cùng với thằng Hoàng ở trong căn phòng thứ 3, nằm ở cuối dãy phòng trọ, sát bên cái nhà tắm tập thể. Nghe qua thì có vẻ là hơi chật, nhưng nơi ấy chúng tôi chỉ dùng để kê cái giường tầng với mấy bộ quần áo mà thôi. Tối hôm đó, tôi đang chìm trong cơn mộng thì bỗng nghe thấy ở bên kia bức tường có tiếng nước chảy róc rách. Âm thanh ấy khiến cho tôi giật mình và không thể chợp mắt được nữa. Bên kia tiếng nước vẫn chảy xuống đều đều, chậm chậm. Tay tôi mò mẫm dưới ánh sáng lờ mờ chiếu qua cửa sổ để tìm cái gối, tìm mấy lần vẫn không thấy. Đến lúc này, tôi cũng chính thức tỉnh khỏi cơn ngái ngủ. Liền ngồi dậy thì đập vào mắt là hình ảnh thằng Hoàng ngồi thu lu ở góc giường, tay ôm chặt cái gối ôm của tôi. Toàn thân nó bây giờ run rẩy như mới trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Hoàng, mày làm gì không ngủ đi mà ngồi một mình ở đó vậy? Tôi nói khẽ chỉ đủ cho một mình thằng Hoàng nghe thấy. Nhưng đáp lại câu hỏi ấy của tôi vẫn là sự im lặng của nó. Này, mày làm cái gì mà đơ ra như tượng vậy thằng Hâm? Tôi lay vai nó mấy cái để gọi. Và đáp lại lời nói của tôi vẫn là sự im lặng. Sau khi lay vai nó thêm mấy lần nữa mà chả mang lại kết quả gì, tôi mới gọi lớn vì sợ nó xảy ra chuyện. Hoàng, mày làm sao vậy? Đoạn phóng ra chỗ cái công tắc đèn bật sáng. Cái bóng điện lập lòe lên mấy cái rồi mới sáng hẳn. Tiếng nước chảy róc rách ở phía nhà vệ sinh công cộng bây giờ cũng không còn vang lên nữa. Ông Hùng nằm ở tầng trên, nghe thấy tôi gọi thằng Hoàng nên vội bật dậy. Đoạn ngó đầu xuống hỏi. Có chuyện gì mà ồn ào vậy bây? Ông Hùng vừa dứt câu hỏi,
Tôi liền chỉ tay về phía thằng Hoàng trả lời. Cháu không biết nữa, hình như thằng Hoàng nó bị trúng gió hay sao ấy. Lúc này tôi mới để ý thằng Hoàng sắc mặt đã không còn sức sống từ lúc nào. Ánh mắt của nó đờ đẫn nhìn về phía cửa sổ phòng. Đêm nay trời oi bức, cho nên hai cánh cửa ấy vẫn trong trạng thái mở bung. Và bên ngoài song cửa sổ là chẳng hề có thứ gì ngoài bức tường sơn màu trắng. Trúng gió. Giọng của thằng Hồng từ tầng trên vọng xuống kèm theo tiếng ngáp dài. Thằng này vốn tính điềm tĩnh, cho nên sau câu hỏi ấy nó cũng chả có động tĩnh gì thêm. Còn ông Hùng thì sau khi nghe thấy tôi nói thì vội phóng thẳng xuống dưới đất, tiến đến chỗ thằng Hoàng, đặt tay lên trán thằng đó. Bỗng ông giật mình thốt lên. Chết! Sao trán nó lạnh như nước đá thế này? Thấy thái độ của ông Hùng như vậy, tự nhiên tôi cũng cảm thấy chột dạ. Liền tiến đến chỗ thằng Hoàng đang ngồi, đoạn đưa bàn tay chạm vào trán của nó. Và đúng thật, trán nó lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Thậm chí cái thứ hàn khí kia còn chạy dọc theo cột sống của tôi nữa. Tôi theo phản xạ liền rụt tay lại. Đúng lúc này cái bóng đèn trên trần nhà bắt đầu vang lên tiếng kêu rèn rẹt, chớp tắt liên hồi, rồi vụt tắt. Đưa không gian xung quanh trở lại một màu tối đen. Âm thanh tiếng nước chảy lại một lần nữa vang lên ngay khi bóng tối vừa bủa vây. Và lần này nó không hề vang lên từ phía nhà tắm công cộng, mà phát ra ở ngay cánh cửa sắt của căn phòng chúng tôi. Bên tai tôi bỗng vang lên tiếng khóc nức nở của một người con gái, hòa lẫn âm thanh nước chảy ngoài căn phòng. Sau lưng tiếng thằng Hoàng lại đột nhiên run rẩy vang lên. Tha cho tôi đi. Xin cô tha. Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu vào bên trong căn phòng trọ, ông Hùng đang lay vay thằng Hoàng, miệng liên tục kêu tên nó. Nhưng đáp lại những lời ấy chỉ là sự sợ hãi đến tột độ của thằng này. Gọi mấy lần không được, ông Hùng đành quay sang nói với tôi. Sáng nay chúng mày có phạm vào điều cấm kỵ nào không đây? Trong thoáng giây, một ý nghĩ vụt qua trong đầu tôi. Tôi quay mặt về phía ông Hùng trả lời. Lúc sáng cháu nghe thấy thằng Hoàng nó khen gì ảnh. Chưa để tôi nói hết câu, ông Hùng đã cắt lời bằng một giọng rất bực tức như muốn vỗ thẳng vào mặt tôi. Đồ ngu! Âm thanh vừa rời khỏi miệng của ông Hùng, cũng là lúc cánh cửa sắt phòng tôi bị một bàn tay nào đó nhẹ nhẹ gõ vào. Âm thanh ấy tuy nhỏ bé, nhưng trong cái không gian ma mị này, tôi vẫn có thể cảm nhận được từng tiếng cộc, cộc, cộc ngắt quãng vang lên. Người ta nói một gõ là ma, ba gõ là người. Chứng tỏ thứ đang có mặt đằng sau cánh cửa sắt kia chính là linh hồn của cô gái lúc sáng. Tôi khẽ lùi lại phía sau một bước. Và ở bên kia, ông Hùng cũng gần như nín thở trước sự việc đang xảy ra trước mắt. Ngay cả thằng Hồng nãy giờ nằm ở trên cái giường tầng cũng nép mình nín thở, chờ đợi tình huống xảy ra tiếp theo. Tiếng gõ lại vang lên khe khẽ thêm một lần nữa. Cả ba người chúng tôi đều tập trung ánh mắt về phía cánh cửa, không dám thở mạnh. Chỉ có cái thằng bị thứ không sạch sẽ kia đến tìm là vẫn còn thốt ra những câu ú ớ trong vô thức. Độ mấy giây sau, không gian bên ngoài bỗng nhiên trở nên im lặng. Thằng Hoàng bây giờ cũng không còn nói nhảm nữa. Và mọi thứ quái dị cũng dừng hẳn lại ở đó. Khi mà mấy người chúng tôi còn chưa kịp định thần thì ánh đèn bỗng vụt tắt, bóng tối nhanh chóng bủa vây. Tôi cứ đứng tại chỗ độ chục giây sau. Bỗng nhiên cánh cửa sổ bị một thứ gì đó tác động vào, làm cho nó đóng lại một cái rầm rất mạnh. Mấy người chúng tôi cũng bị cái thứ âm thanh bất ngờ ấy dọa cho giật mình. Một âm thanh có két vang lên. Cánh cửa sổ vừa được đóng chặt lại tiếp tục bị mở ra một khoảng lớn. Bất thình lình một cái bóng trắng bay vụt qua, cùng với đó là tiếng ông Hùng vang lên. Mau phụ tao giữ thằng Hoàng lại mau, nó
nó bị ma câu hồn rồi. Từng câu nói của ông Hùng mang lại cho tôi cảm giác lạnh buốt sống lưng. Mặc dù cái nghề tôi đang làm cũng không ít lần tiếp xúc với cái thứ gọi là không sạch sẽ. Tôi vội vàng quay cả người về phía thằng Hoàng. Lúc này cả cơ thể giật lên liên hồi, ánh mắt vẫn vô thần hướng về phía cửa sổ. Giữ chặt nó lại, mau lên! Ông Hùng nói lớn thêm một lần nữa, làm cho cả tôi và thằng Hồng đều giật mình. Thằng đấy đang mắt nhắm mắt mở, nghe thấy vậy ngay lập tức nhảy phát xuống đất, đoạn cùng với tôi lao đến chỗ thằng Hoàng, phụ ông Hùng ghì chặt thân thể lạnh ngắt của nó xuống giường. Nhưng không thể được, vì thằng thanh niên ấy bây giờ khỏe hơn trâu mộng. Mặc cho chúng tôi cố gắng khống chế cái cơ thể chả mấy to lớn của thằng Hoàng xuống chiếu bằng tất cả sức lực của mình, vậy mà nó vẫn có thể ngồi dậy kéo cả ba người. Không những thế, tôi cùng với thằng Hồng còn bị nó hất văng ra. Rồi nó từ từ đứng phắt dậy, như có một thế lực nào đó điều khiển, bắt nó phải tiến về phía cánh cửa chính. Đầu tôi bị đập vào thành giường đánh cái cộp, nghe đau điếng. Theo phản xạ tự nhiên, tôi sờ lên chỗ vừa mới va đập, thì thấy một thứ chất lỏng ương ướt dính đầy vào tai mình. Bên cạnh tôi, thằng Hồng cũng chả khá hơn là mấy. Qua ánh sáng lờ mờ, tôi có thể thấy ánh mắt của nó quắt lại. Có lẽ cú đấy vừa rồi của thằng Hoàng đã chọc vào máu nóng của nó. Chỉ có ông Hùng vẫn còn ôm chặt cơ thể thằng Hoàng. Nhưng đối với sức mạnh của một đứa bị ma ám thì sự cố gắng ấy cũng chẳng ăn thua gì. Thấy thế, hai thằng tôi lại nhào đến, dùng cả cơ thể ghì đôi chân thằng Hoàng để cho nó không tiến về phía trước. Cả ba người chúng tôi đều không hiểu thằng đó lấy sức mạnh ở đâu mà có thể di chuyển đến chỗ cánh cửa một cách dễ dàng. Cho dù trên thân thể nó có đến ba người to khỏe dùng hết sức lực níu lại. Thằng Hồng gồng cứng hai tay, hàm răng nghiến vào nhau ken két. Bắp tai ông Hùng cũng nổi lên những đường gân xanh cuồn cuộn. Không ổn rồi chú ơi, chú có cách nào không? Thằng này nó khỏe quá. Tôi nói lớn như thét để cho mấy người ở phòng bên cạnh có thể nghe thấy chạy qua ứng cứu. Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của tôi là tiếng khóc nức nở của một ai đó phát ra từ phía bên kia cánh cửa. Âm thanh lọt vào tai tôi, nghe như thể vọng về từ cõi hư vô, mang lại cho người nghe một cảm giác âm u đến lạnh người. Tiếng khóc ấy vẫn vang lên khe khẽ, xoáy sâu vào trong bộ não. Cả tôi và hai người còn lại đều hướng ánh mắt nhìn về phía cánh cửa. Chúng tôi biết cái thứ ma mị đang tắc quai tắc quái bên ngoài kia chính là cô gái trẻ mà lúc sáng thằng Hoàng đã vô tình khen đẹp. Chỉ là người có thể giải quyết được cái vấn đề tâm linh này là ông Quý, lại không có mặt tại đây. Ông thầy ấy ở nhà riêng, cách cái cửa tiệm bán quan tài này cũng phải ngót nghét chục cây số. À đúng rồi, ông thầy Quý. Tôi thốt lên, ông Hùng nói giọng gấp gáp. Mày mau gọi cho ông ấy đi. Tôi buông chân thằng Hoàng ra, phóng vội về chỗ cái giường, lật tấm chăn lên lấy cái điện thoại của mình để bấm số gọi cho ông thầy cúng, nhưng xui rủi sao lại mất sóng. Tôi có thử bấm gọi vài lần, nhưng kết quả đều là hai chữ lỗi mạng. Mày lấy điện thoại tao gọi thử xem. Thằng Hồng nói lớn, tay nó vẫn đang siết chặt cơ thể thằng Hoàng, cản nó bước thêm về phía trước. Lúc này nó đã kéo cả hai người bọn họ tiến gần ra tới chỗ cánh cửa. Chắc chỉ ba bước chân nữa là thằng Hoàng có thể giật bay cái chốt của cánh cửa phòng để đi theo cái thứ không sạch sẽ kia. Về phần tôi, sau khi nghe thằng đồng nghiệp mình nói như vậy, cũng chẳng chần chừ, ngay lập tức đù người lên trên tầng 2 của giường, thò tay lấy cái điện thoại nằm trên đó. Tuy vậy, như bị ma ám hay sao, mà điện thoại của thằng Hồng ngoài tấm hình nền một cô gái bận bikini còn có thêm một dòng chữ: không có kết nối mạng. Tiện tay tôi chộp luôn cái điện thoại đen trắng của ông Hùng để cạnh đó, bấm vào nguồn, nhưng nó lại chẳng thèm lên nguồn. Bây giờ tôi mới thật sự thất vọng, không thể gọi điện thoại cho ông thầy Quý.
Cả ba người đành phải tự mình chống chọi lại cái thứ sức mạnh đến từ thế giới bên kia. Tôi cũng không hiểu tại sao từ nãy đến giờ, những âm thanh do chúng tôi tạo ra không hề nhỏ, vậy mà người ở phòng bên kia lại không nghe thấy gì hết. Thật ra cho dù bên đó có nghe thấy, thì tôi nghĩ họ cũng chả thể giúp gì hơn. Bởi ngoài ông thầy quý ra, thì trong giây phút này, không ai trong đội âm công chúng tôi có thể tài phép để đối phó với thứ không sạch sẽ ấy. Cho dù bây giờ có gọi được ông quý, tôi e rằng cũng chả kịp nữa. Bởi bây giờ bàn tay phải của thằng Hoàng đã nắm được vào cái chốt cửa, mặc cho tôi và thằng Hồng dùng hết sức mạnh còn lại ghì chặt nó xuống. Nó đã thực sự thắng được sức của ba người chúng tôi cộng lại. Cạch! Âm thanh khô khốc vang lên sau cú kéo chốt cửa dứt khoát của thằng Hoàng. Trong giây phút ấy, chúng tôi đều cảm thấy không gian và thời gian như lắng động. Âm thanh nức nở của người con gái bên kia cánh cửa cũng đột nhiên biến mất. Xung quanh tôi không một tiếng gió thổi mây bay. Trong phút giây này, chúng tôi bị bao vây bởi sự im lặng từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Rồi trong một sát na, cánh cửa phòng bị ai đó đá mạnh vào, vang lên một tiếng rầm. Ở bên ngoài âm thanh vang lên không phải tiếng khóc của cô gái khi nãy, mà là giọng nói gấp gáp của ông thầy quý. Mở cửa ra! Mở cửa! Thằng Hoàng cứng đờ như khúc gỗ sau khi ông quý cất tiếng gọi. Không gian bỗng nhiên vỡ òa vì cái âm thanh khản đặc phát ra từ miệng ông thầy cúng. Giọng nói ấy khiến cho cả ba chúng tôi vui mừng hơn bắt được vàng. Phía bên ngoài, ông thầy quý vẫn liên tục đập vào cánh cửa rầm rầm, miệng vẫn gọi lớn. Có ai ở bên trong nhà không? Mở cửa đi! Ba người chúng tôi cố gắng kéo nó rời khỏi cánh cửa phòng để mở cửa cho ông quý vào bên trong. Nhưng bây giờ tôi khẳng định thứ đứng trước mặt chúng tôi là một tảng đá ngàn cân chứ không phải thằng Hoàng nữa. Thành ra cánh cửa sắt bị cả cơ thể nó chặn cứng lại, không thể nhúc nhích. Ông Hùng nói vọng ra bên ngoài. Thằng Hoàng nó bị ma nhập rồi. Bên ngoài tiếng đập cửa lẫn với giọng nói khàn khàn của ông quý vẫn vang lên đều đều. Dường như ông ta không thể nghe thấy âm thanh ở bên trong phòng. Vậy là từ nãy đến giờ, chúng tôi bị cô lập trong một khoảng không gian hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Ở trong này có thể nghe thấy mọi âm thanh ở bên ngoài, nhưng ngoài kia lại chẳng thể nào nghe được chúng tôi. Tiếng đập cửa của ông quý lại vang lên. Bây giờ nó không còn là niềm hy vọng dành cho chúng tôi nữa. Còn điều gì thất vọng hơn khi gần được ông thầy cứu lại không thể giao tiếp với ông ta. Sau một lúc gọi cửa mà không nghe thấy chúng tôi trả lời, ông quý liền đi tới chỗ cánh cửa sổ phòng, nheo con mắt ngó vào bên trong. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông quý xuất hiện ở bên ngoài song cửa, làm tôi mừng rỡ chạy nhanh đến. Tụi con ở đây này thầy ơi! Nhưng đáp lại tiếng gọi của tôi lại là ánh mắt dò xét của ông thầy cúng vào bên trong căn phòng. Dường như ông ta không nghe thấy gì hết thì phải. Tôi im lặng lắc đầu, hướng ánh mắt thất vọng về phía ông thầy quý. Giây phút này, tai tôi nghe thấy rõ tiếng lẩm bẩm của ông ấy. Mấy người này làm cái giống gì mà ngu kỹ thấy không biết nữa. Rồi ông ta quay lưng bước đi trước sự thất vọng của tôi và hai người còn lại. Thấy niềm hy vọng của cả phòng quay đi, tôi vội chộp lấy cái điện thoại nghiến răng ném mạnh vào người ông thầy. Cái điện thoại vừa rời khỏi tay tôi liền lao như tên lửa về phía cánh cửa sổ phòng. Giây phút ấy, chính tôi cũng cảm thấy áy náy vì cú ném đầy uy lực của mình. Nếu trúng đầu ông thầy thì e rằng... Tuy vậy, điện thoại của tôi bị bật ngược trở lại trước con mắt ngỡ ngàng của cả ba người. Rõ ràng ở góc độ đó, nó có thể bay ra khỏi căn phòng này một cách rõ ràng. Nhưng tại sao nó lại như ném vào một bức tường vô hình chứ? Mẹ nó! Tôi chửi lớn. Lúc này tôi tức lắm, khi không lại bị vướng vào cái thứ ma quái này. Suốt mấy năm trời làm cái nghề âm công không bị làm sao, vậy mà
chỉ một lỗi phạm của thằng ôn kia. Dường như sự bực tức ấy dồn hết xuống tứ chi, khiến cho tôi không kìm được mà lao vào người thằng Hoàng, tặng cho nó một cú đấm thẳng vào mặt. Từng ngón tay của tôi muốn rụng xuống đất sau cú đấm ấy, nhưng mặt thằng Hoàng vẫn trơ ra như tượng đá. Bây giờ tôi ngồi phịch xuống đất, chả còn biết làm gì. Hai người kia cũng buông tay ra khỏi cơ thể thằng Hoàng. Thằng Hồng nhìn thằng Hoàng một lượt, rồi quay sang phía ông Hùng hỏi: "Có khi nào thằng này chết đứng không chú?" Cả ông Hùng và tôi, sau khi nghe câu hỏi của nó, đều cảm thấy chột dạ. Nếu thằng này nó bị cái thứ không sạch sẽ kia bắt hồn đi mất, thì đúng là rắc rối to cho chúng tôi. Ông Hùng thở phì phò, miệng trả lời ngắt quãng. Có lẽ giờ này ông ấy cũng mệt đứt cả hơi như tôi. Tao không biết nữa. Thôi, để chắc ăn. Tôi áp má vào ngực thằng Hoàng lắng tai nghe. Một giây, rồi hai giây, trôi qua lọt vào lỗ nhĩ của tôi là tiếng quả tim co bóp bên trong cái cơ thể cứng như gỗ của nó. Thứ âm thanh ấy cho tôi biết thằng Hoàng nó vẫn còn sống. Nó vẫn còn sống, tôi trả lời. Ông Hùng nghe xong gật đầu một cái, rồi lại thở dài thất vọng. Bởi giờ phút này, người có thể giúp được chúng tôi thoát khỏi cái sự tâm linh kỳ quái này đã rời đi. Trong lúc cả ba người chúng tôi đang ở đỉnh cao của sự thất vọng, thì bỗng nhiên ở bên ngoài có một thứ gì đó bay qua song cửa sổ, rơi thẳng vào bên trong phòng. Thứ ấy vừa chạm đất, ngay lập tức phát ra một tiếng nổ giống như pháo chuột mà lúc nhỏ tôi hay đốt ném vào nhà người khác. Tiếng nổ ấy bất ngờ làm cho chúng tôi giật bắn mình. Tôi quay sang thấy cơ thể thằng Hoàng mềm nhũn rồi đổ ập xuống đất. Ông Hùng thấy vậy liền kéo nó rời khỏi chỗ cánh cửa. Lần này ông ấy thực hiện động tác khá dễ dàng, không tốn một chút sức lực nào. Cánh cửa phòng mở bung ra, đứng trước bọn tôi là ông thầy cúng tên Quý. Khỏi phải nói, tại cái giây phút đó chúng tôi mừng đến mức độ nào. Ông thầy cúng ấy nhìn thấy thằng Hoàng liền hiểu ra vấn đề, ngay lập tức tiến đến chỗ nó, thò ngón tay vào bên trong cái hũ chứa một chất bột màu đỏ, đoạn vẽ một ký tự lên trên trán nó rồi nói: "Đưa thằng Hoàng lên giường nghỉ ngơi đi." Ông Quý vừa dứt lời, tôi với thằng Hồng khiêng thằng Hoàng đặt lên giường. Đúng lúc này ánh đèn trên trần nhà cũng kêu lên rèn rẹt mấy cái rồi phát sáng trở lại. Ánh sáng văn minh xua tan màn đêm u ám. Bây giờ tôi mới để ý sắc mặt thằng Hoàng dần trở lại bình thường. Ông Hùng thở một hơi đầy nhẹ nhõm, đoạn quay qua phía ông thầy hỏi: "Sao thầy biết chúng tôi bị cái thứ không sạch sẽ kia phá mà đến giúp vậy?" Ông Quý đặt tay lên trán thằng Hoàng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của nó đã trở lại. Nghe thấy ông Hùng hỏi, quay sang trả lời: "Cũng là do tôi tắc trách. Sự việc lúc sáng tôi đã nghi ngờ một trong mấy người đội âm công đã phạm phải một điều gì đó. Mà đến chiều tôi về lại phải đi cúng cái đám ở huyện, cho nên cũng quên bén đi mất. Cũng may khi nãy tôi nhớ ra mới thả một quẻ, thấy có sự không có sạch sẽ quấy phá liền chạy qua ngài đây nè." Nói đến đây, ông Quý nhìn về phía cánh cửa, thở dài một hơi: "Ôi, tôi không ngờ con bé ấy chỉ mới có chết trong vài giây ngắn ngủi như vậy mà nó đã có thể tạo ra một không gian biệt lập nhốt mấy người ở bên trong." "Lúc đó ông không thấy chúng cháu hay sao?" Ông Quý lắc đầu trả lời: "Không, tao chả thấy gì, mọi thứ vẫn bình thường." "Cháu tưởng mấy ông thầy cúng phải có cái mắt âm âm gì đó chứ." "Mày coi phim tao ít thôi. Tao là thầy cúng bình thường, không phải diễn viên. Cùng lắm tao chỉ biết một vài thuật nhỏ lẻ đủ xài. Bộ mày nghĩ mở mắt âm dương là dễ lắm hả? Với lại tao đã bảo là tao đâu ngờ cái thứ ấy lại có thể làm được như vậy đâu. Để mà khai nhãn với chả khai nhỉ." Nói rồi ông Quý lấy ra một lá bùa, bảo tôi mang ra dán trước cửa phòng.
Ông Hùng cũng nói thêm vào: "Ôi, cũng may á mà ông quay trở lại đây. Đúng ra là tôi đã ra về rồi đó chứ. Nhưng nghĩ lại thấy có cái thứ gì đó không có đúng, đành quay trở lại thêm một lần nữa coi sao. Lần này đúng thật tôi có cảm thấy âm khí phát ra nó khác với mấy cái luồng âm khí của mấy cái tay khách hàng thường hay đến lựa hàng ở phía trước cửa tiệm." "Khách hàng?" Ông Quý quay qua phía tôi trả lời. "Khách hàng ở đây là mấy hồn ma. Lâu lâu cũng có một vài trường hợp tự họ chọn áo quan cho mình." Ông Hùng nhìn thằng Hoàng đang nằm chèm bẹp trên giường, đoạn hướng ánh mắt về phía ông thầy Quý hỏi: "Bây giờ chúng tôi phải làm thế nào với cái thứ không sạch sẽ kia để nó không quay trở lại?" Ông Quý trả lời: "Thật ra con bé đó với thằng Hoàng này cũng chả có oán thù gì, chỉ là do nó tự chuốc lấy tai họa khi phạm phải điều cấm kỵ mà thôi." Dứt lời, ông Quý quay sang tôi hỏi: "Mà lúc sáng mày biết thằng nhóc này phạm phải điều gì không? Để ngày mai á tao còn biết đường làm cái lễ xin người ta tha cho nó." "Lúc sáng lúc chuẩn bị mà khiêng quan tài, cháu có nghe thấy thằng Hoàng nó khen con nhỏ đó đẹp." "Ôi, tiên sư thằng Hâm. Thế trước khi vào nghề, chúng mày không học kỹ mấy điều cấm kỵ ấy hay sao hả?" Ông Quý thấy tôi im lặng, cũng không nói gì thêm, mà lấy ra một củ gừng nhỏ, bảo tôi đem đi đập dập, rồi pha nước ấm cho thằng Hoàng uống để lấy lại dương khí. Về phần thằng Hoàng, sau một hồi nằm ngủ li bì, cuối cùng nó cũng tỉnh dậy, nhưng lại chả nhớ gì sất. Chúng tôi có hỏi nó thì thằng này chỉ nói là đi ngủ từ sớm, rồi nó trông thấy có một cô gái nào đó đi vào phòng, bảo muốn dẫn nó theo. Thấy con nhỏ ấy cũng đẹp, thằng này liền đi theo, nhưng chưa kịp rời khỏi giường thì... Đến đây thằng Hoàng lại bất giác rùng mình lên một cái, rồi thốt lên: "Cái đầu của con bé đó nát bét mày à. Lúc đó tao nhìn á, tao thấy dịch não chảy ra như là tàu hũ chảy xuống nền nhà." Vừa nói thằng Hoàng vừa nhìn xuống dưới đất, như thể cái thứ ghê tởm kia vẫn còn ở đó. "Rồi sau đó tao chả nhớ gì hết." Mấy người chúng tôi nghe nó kể đều im lặng không nói gì. Một hồi ông Hùng đưa cho nó ly trà gừng rồi nói: "Mày bị con bé sáng nay đến bắt hồn đi đấy. Cũng may. Mà thôi, mày mau uống đi, kẻo âm khí trong người nhiễm lâu không có tốt." Thằng Hoàng đón lấy ly nước từ tay ông Hùng một hơi uống cạn tới đáy. Lúc này ngoài trời đã gần sáng, cho nên cả bốn người chúng tôi giữ ông Quý ở lại đây luôn. Sáng nay tôi tranh thủ đi ra cái chợ gần đó, mua ít đồ cúng theo lời thầy dặn. Rồi cùng với ông Hùng đưa thằng Hoàng qua nhà cô gái trẻ ấy để đánh tiếng với người ta, cho ra mộ làm lễ xin tha cho nó. Tới con hẻm nhỏ dẫn vào nhà cô gái, hình ảnh cái quan tài tự nhiên nặng như chì lại hiện về rõ rệt trong tâm trí tôi. Nó khiến cho tôi bất giác rùng mình một cái. Quay sang phía thằng Hoàng, thấy nó có vẻ ngập ngừng, không dám bước vào bên trong. Ông Quý coi thái độ của nó như vậy, liền tiến đến ghé vào tai nhắc khéo: "Mày không chịu vào xin lỗi nó, không xong chuyện đâu." Thằng Hoàng nghe như vậy thì hít một hơi giữ bình tĩnh, rồi đi vào bên trong con hẻm. Mặc dù trong trí nhớ nó vẫn còn ám ảnh cái vụ tâm linh hồi tối hôm qua. Bước vào bên trong nhà, cảnh tang tóc vẫn còn bao phủ. Bỏ qua mấy câu chào hỏi qua loa, chúng tôi đến bên cái bàn thờ cô gái trẻ ấy, cắm lên đó mấy que nhang. Đoạn ông Quý mang chuyện thằng Hoàng lỡ mồm khen con gái họ xinh đẹp. Và tất nhiên ông ấy giấu nhẹm những sự kỳ bí mà chúng tôi đã trải qua để họ không hoang mang. Còn thằng Hoàng, từ khi bước vào bên trong nhà, nó vẫn không dám nhìn vào di ảnh của người muốn bắt hồn mình. Cha cô gái sau khi nghe ông Quý đánh tiếng muốn đưa thằng Hoàng đi ra mộ để xin lỗi con gái mình thì đưa ánh mắt đượm buồn hướng về xa xăm. Đoạn nhấc chén trà đưa lên miệng nhấp một ngụm
Xong rồi khẽ thở dài một hơi mà nói. Theo tôi nghĩ, chắc con bé nhà tôi nó cũng không chấp mấy điều vặt vãnh này đâu. Ông Quý liền tiếp lời. Vâng, tôi mong là vậy. Chúng tôi muốn làm vậy chủ yếu là để cho thằng này nó khỏi có áy náy đâu mà. Vừa nói, ông Quý vừa hướng ánh mắt về phía thằng Hoàng. Bây giờ nó vẫn ngồi khép nép, chả khác gì con gái mới về nhà bạn trai ra mắt. Cha cô bé gật đầu một cái. Nếu bác và mấy cậu muốn ra mộ xin lỗi nó, thì đợi một lát nữa đi, tôi cũng ra đó, mình đi chung luôn. Dứt lời, ông ấy đứng dậy, thắp một nén nhang cho con gái mình, rồi khoác cái áo dài, dắt xe ra khỏi nhà cùng với chúng tôi ra mộ làm lễ. Chúng tôi cũng mau chóng lên xe theo người nhà cô gái trẻ ra ngoài nghĩa trang. Tại đó, sau khi sắp xếp đóng đồ lễ, tôi bỏ qua một góc, rút điếu thuốc lá ra hút cho đỡ buồn ngủ sau một đêm dài thức trắng. Mặc kệ cho thằng Hoàng cùng với mấy người ở bên mộ cô bé xì sụp vái lại. Trong lúc tôi đang thưởng thức vị khói của điếu thuốc Vina, thì có một người đàn ông ăn mặc khá sang trọng từ đằng xa tiến đến gần chỗ tôi đang ngồi. Đứng trước mặt tôi, kẻ ấy khẽ nở một nụ cười. Tôi cũng bất giác nhìn về phía ông ta. Lúc ấy chả biết là do tôi coi phim nhiều hay là chính hắn ta đang ẩn giấu một điều gì đó mà tôi trông thấy nụ cười ấy có vẻ bí hiểm. Người đó ngồi xuống bên cạnh tôi, đoạn rút ra một bao thuốc ba số châm lửa, tiện tay đưa cho tôi một điếu. Cảm ơn, tôi không khoan dùng loại này. Tôi trả lời. Ông ta gật đầu một cái rồi cất bao thuốc lá vào trong túi áo. Sau vài hơi thuốc, ông ta quay sang phía tôi hỏi. Cậu cũng đi thăm người nhà? Tôi lắc đầu trả lời. Không, tôi theo ông thầy ra mộ nhà người kia để giải quyết một vấn đề tâm linh. Tôi buộc miệng trả lời xong mới biết mình nói hố, bởi chắc gì ông ta đã tin vào những lời tôi vừa mới nói. Nhưng sau khi nghe tôi nhắc về vấn đề liên quan đến chuyện tâm linh, ánh mắt ông ta có vẻ tò mò. Chuyện như thế nào? Cậu có thể kể cho tôi nghe qua được không? Ông thực sự hứng thú với mấy thứ không sạch sẽ đó sao? Tôi hỏi, ông ta khẽ gật đầu một cái. Thú thật với cậu, tôi là kẻ thích tìm hiểu vấn đề tâm linh đây đó. Những chuyện hồn ma vương vấn cõi hồng trần hay những quan hồn không siêu thoát tìm cách hại người, không chuyện gì là tôi chưa từng trải qua cả. Vậy ông là thầy pháp sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Ông ấy lắc đầu trả lời. Không, tôi chỉ là người đam mê tìm hiểu những vấn đề tâm linh ấy thôi. Giống một người YouTube nào đó. Tôi không thích quay phim đưa lên mạng internet. Việc của tôi chỉ là tìm hiểu những hồn ma ấy muốn gì, rồi tìm cách giải quyết vấn đề để cho họ an tâm siêu thoát thôi. Công việc ấy coi bộ cũng khá thú vị ha. Tôi quay mặt sang phía ông ta rồi nói. Đáp lại tôi là một tiếng thở dài. Đôi khi nó cũng là cái nghiệp bắt tôi phải làm. Vì từ trước đến giờ, ngoài việc giải quyết những thứ khúc mắc cho người bên kia thế giới, tôi cũng chả biết làm gì hơn. Lời nói của ông ta làm tôi bỗng nhớ lại hoàn cảnh của mình mấy năm về trước. Ông cũng khá giống tôi đấy. Ngoài việc khi người chết tới quyệt mộ, tôi cũng chẳng làm được gì. Vậy sao? Mà nãy giờ cậu chưa có trả lời tôi về cái chuyện tâm linh mấy người bên gặp phải. Chuyện đó thì... Tôi hướng ánh mắt về phía thằng Hoàng, đoạn kể lại vụ việc chúng tôi đã trải qua. Nghe xong, ông ta im lặng không nói gì. Mấy người ở chỗ mộ cô gái cũng bắt đầu dọn đồ chuẩn bị ra về. Tôi định đi qua chỗ đấy để phụ một tay, thì người đàn ông lạ mặt kia nói. Tôi cần một người đồng hành. Nếu cậu có hứng thú thì có thể... Tôi lắc đầu trả lời. Không,
Tôi thấy việc làm âm công cũng khá ổn rồi. Với lại tôi cũng không muốn đi đây đi đó nhiều. Ông ta lại nói tiếp. Ồ không, công việc tôi đang làm có thể nói là bán thời gian cũng được. Cậu vẫn có thể làm cái nghề âm công yêu thích của mình. Khi nào rảnh có thể cùng tôi. Và một điều quan trọng nữa là... Là gì? Tôi hỏi. Ông ta cố nhấn mạnh từng chữ trả lời câu hỏi của tôi. Thù lao nhận được mỗi khi giải quyết xong vấn đề tâm linh là rất lớn. Bao nhiêu? Vài triệu hay vài chục triệu? Ông ta khẽ nhếch mép nở một nụ cười lắc đầu. Con số cậu không tưởng nổi đâu. Vì những người tìm đến tôi đều là đại phú hào. Tôi cũng nở một nụ cười vì nghe những lời ông ta nói bây giờ chẳng khác gì bọn bán hàng đa cấp biến tướng. Vậy sao? Nếu cậu không tin tôi có thể kiểm chứng. Nói đoạn ông ta lấy ra một cọc tiền mệnh giá 100 đô la đưa cho tôi rồi nói. Thứ này đối với tôi cũng chỉ là giấy vụn. Nếu cậu thích thì cứ cầm lấy mà xài. Nhìn vào cục tiền ấy, tôi tròn mắt há mồm. Tính ra tôi có khiêng hòm cả năm cũng không kiếm được một nửa số tiền này. Vậy mà... Ông không đùa đấy chứ? Không. Ông ta trả lời dứt khoát, tay dúi đồng tiền ấy về phía tôi. Tôi thăm dò. Đừng nói là ông buôn hàng cấm đấy nha. Không hề. Như tôi đã nói, mỗi lần xong việc, tiền thù lao của tôi nhận được là rất lớn. Thôi được rồi, tôi tạm tin. Giờ ông cất tiền đi, tôi phải qua bên phụ mấy người đó cái đã. Cậu không hứng thú với nó? Việc đi theo ông á. Số tiền này. Tôi im lặng không nói gì. Thực sự đây là một số tiền rất lớn đối với tôi. Cậu có cầm lấy mà tiêu xài đi. Còn việc tôi đề nghị thì cậu không cần trả lời ngay bây giờ đâu. Vài bữa nữa chúng ta lại gặp. Lúc đó tùy cậu quyết định. Làm sao tôi có thể gặp ông? Chúng ta chỉ mới biết nhau nói chuyện qua được có vài phút thôi mà. Cậu đưa điện thoại cho tôi. Ờ, để làm gì? Tôi ném hỏng nó tối hôm qua rồi. Ờ, vậy hả? Tiếc thật. Ông ta nói đoạn lấy ra một cuốn sổ nhỏ rồi nói. Cậu cho tôi xin số điện thoại. Mấy hôm nữa chúng ta sẽ gặp nhau tại một quán nào đó. Tôi cũng đọc đại số điện thoại cùng với tên của mình cho ông ấy nghe. Sau khi ghi nó vào bên trong cuốn sổ tay, ông ấy lại chép số điện thoại của mình trao lại cho tôi. Tôi tên là Huấn. Nếu cậu có hứng thú với lời đề nghị này thì có thể chủ động gọi đến cho tôi. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng nghe máy của cậu. Nói rồi ông ta quay lưng bước đi, để lại tôi và cọc tiền ngơ ngác nhìn theo người lạ mặt ấy leo lên chiếc Rolls Royce lướt đi mất hút. Lúc này bên kia mọi người cũng đã dọn xong đồ chuẩn bị ra về. Thằng Hoàng gọi lớn. Ê mày, về không? Làm gì mà... chờ tao một chút. Tôi nói lớn, đoạn cất số tiền ấy vào trong người. Đồ từ trên trời rơi xuống mà tội gì không xài. Vừa thấy tôi, thằng Hoàng hỏi ngay. Mày làm gì bên đó mà nãy giờ tao gọi mới chịu quay về đây vậy? Không có gì. Tao ra đó hút điếu thuốc thôi. Vừa rồi là tập 1 của bộ truyện Kẻ Kéo Quan của tác giả Quắc Tử. Chúng ta sẽ đón nghe tập 2 vào tối đêm mai nha. Bây giờ thì chương trình xin được khép lại. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.